Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Chiều nay, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên tổ chức họp xét đề nghị các cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho 2 tập thể và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho 1 cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hai tập thể được đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp gồm nhân dân và lực lượng vũ trang xã Việt Hòa, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu và cá nhân ông Hoàng Văn Thưởng, sinh năm 1921, mất năm 1985, nguyên bí thư chi bộ kiêm chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã Hiệp Hòa, huyện Kim Động, nay là xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 3116 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Theo đó, tỉnh Hưng Yên có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Hai sản phẩm đó là bộ sản phẩm dưa chuột bao tử đóng hộp, vải đóng hộp của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Yên Tiên Lữ và bộ sản phẩm từ nghệ tinh bột nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên Khoái Châu. Mức tiền thưởng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 là 8,2 triệu đồng một sản phẩm, bộ sản phẩm. Chuối là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình ở các huyện Khoái Châu, Kim Động và một số xã của thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên, hơn một tháng trở lại đây, giá chuối quả liên tục giảm mạnh khiến nhiều hộ trồng chuối thua lỗ. Từ cuối tháng 10 trở lại đây, giá chuối liên tục giảm mạnh, xuống cấp 1.200 đồng đến 1.300 đồng một cân chuối. Hiện giá chuối bán xô cả vườn đã nhích lên được 1.500 đồng đến 1.700 đồng một cân. Mỗi buồng chuối bán được khoảng từ 45 đến 50.000 đồng, tính ra người trồng chuối không đủ bù tiền chi phí các loại. Các hộ cho biết giá chuối thời điểm này ở mức thấp nhất trong gần chục năm trở lại đây và tình trạng này đã kéo dài cả tháng nay. Năm nay thời tiết ấm nên chuối được mùa phát triển nhanh cho thu hoạch sớm hơn dự định. Tại thị trường trong nước, nguồn cung đã vượt nhu cầu tiêu thụ dẫn đến giá giảm mạnh. Bên cạnh đó, thị trường truyền thống là xuất sang Trung Quốc cũng trở nên khó khăn hơn khi nước này siết chặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hưng Yên là tỉnh có quy mô lao động làm việc trong các doanh nghiệp dệt may thuộc top 10 tỉnh, thành phố lớn nhất cả nước. Hiện toàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp may có quy mô từ 100 lao động trở lên. Năm 2023, do thị trường tiêu thụ giảm, đơn giá giảm, hầu hết doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn. Tuy vậy, các doanh nghiệp may vẫn nỗ lực đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tổng thu nhập bình quân của người lao động ngành may trong năm 2023 ước đạt từ 8 đến 11 triệu đồng trên tháng. Được biết, Hưng Yên có khoảng trên 60.000 lao động trong tổng số 2,5 triệu lao động làm việc trong ngành dệt may cả nước. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Người bệnh phải đi mua thuốc vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay. Đây là điểm mới trong dự thảo thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế xây dựng và đang được lấy ý kiến. Theo dự thảo, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí thuốc vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế hoặc thanh toán chi phí thuốc vật tư y tế cho cơ sở khám chữa bệnh nếu có đảm bảo đủ điều kiện. Thuốc vật tư y tế mà người bệnh được kê đơn thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Người bệnh được chẩn đoán kê đơn và chỉ định thuốc vật tư y tế nhưng tại thời điểm sử dụng hoạt chất thuốc vật tư y tế không sẵn có tại cơ sở khám chữa bệnh, không sẵn có vật tư y tế phù hợp mà người bệnh được chỉ định sử dụng. Bệnh nhân mua thuốc ở các nhà thuốc đã trúng thầu tại một cơ sở khám chữa bệnh khác. Bộ Y tế cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Từ đầu năm đến nay, Campuchia đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm cúm AH5N1, trong đó có 3 trường hợp tử vong tại tỉnh Kapot. Đây là tỉnh giáp với biên giới phía Tây Nam của Việt Nam, nên nguy cơ cúm gia cầm có thể xâm nhập vào trong nước và lây nhiễm sang người là rất lớn. Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng đề nghị các tỉnh cần tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người giết mổ buôn bán gia cầm, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Căn cứ nội dung đã thống nhất giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, từ hôm nay 11 tháng 12, khách sử dụng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới chính thức được phép thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực Bắc Luân 2.
Thời gian thực hiện thông quan từ 8 giờ đến 15 giờ Hà Nội, tức từ 9 giờ đến 16 giờ Bắc Kinh. Riêng đối với cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực cửa khẩu Bắc Luân 1, thời gian thông quan, loại hình hành khách thông quan không thay đổi. Ngoài những mặt hàng truyền thống, có thêm 6 mặt hàng gồm hàng hoa quả, lương thực, thủy hải sản, ướp đá, động vật thủy sinh, dùng làm thực phẩm, giống cây trồng và thảo dược, có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc ở khu vực cầu Bắc Luân 2. Trong tháng 12 năm 2023, Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống chuông cảnh báo kết nối hệ thống báo động từ các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn về trụ sở Công an phường. Với hệ thống cảnh báo thông minh này, bất kỳ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý nào xảy ra sự cố, có dấu hiệu của hành vi phạm tội, nhân viên chỉ cần bấm nút cảnh báo là lực lượng chức năng sẽ có mặt để xử lý nhanh chóng các tình huống có liên quan đến sự cố, an ninh trật tự. Theo thống kê, trên địa bàn quận Hà Đông có 115 ngân hàng, 10 quỹ tín dụng nhân dân, 52 cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý. Công an quận đã tuyên truyền vận động hơn 50% cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, hơn 70% phòng giao dịch ngân hàng lắp đặt hệ thống chuông báo động. Tiếp tục với phần tin quốc tế, hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang đi tới những ngày cuối. Tuy nhiên, các nước tham gia đàm phán vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về tương lai của nhiên liệu hóa thạch, nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Hiện tại, Ả Rập Xê Út và Nga nằm trong số các quốc gia nhấn mạnh hội nghị chỉ tập trung vào việc giảm ô nhiễm khí hậu, chứ không nhắm vào nhiên liệu hóa thạch gây ra ô nhiễm đó. Mặt khác, ít nhất 80 quốc gia bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu đang yêu cầu thỏa thuận COP28 kêu gọi việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trước tình hình này, Chủ tịch COP28 đã yêu cầu các quốc gia tham gia đàm phán về khí hậu cần đẩy nhanh một quá trình để tìm ra thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch được đánh giá là chưa từng có tiền lệ. Nếu được thông qua, đây sẽ là cam kết đầu tiên nhằm chấm dứt việc sử dụng dầu và khí đốt sau gần 30 năm đàm phán về hiện tượng nóng lên toàn cầu. Mới đây, châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về các quy tắc mang tính bước ngoặt về quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả việc chính phủ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát sinh trắc học. Kết quả đột phá trên được đưa ra sau các cuộc đàm phán kín với phiên đầu tiên kéo dài 22 giờ trước khi bắt đầu vòng thứ hai bắt đầu vào rạng sáng 8 tháng 12. Với thỏa thuận này, EU đang tiến gần hơn tới việc trở thành khu vực đầu tiên ban hành luật quản lý trí tuệ nhân tạo AI. EU đã sớm dẫn đầu trong cuộc đua toàn cầu nhằm ngăn chặn các mối nguy hiểm của việc tạo ra những ứng dụng với trí tuệ thông minh có thể đe dọa loài người khi đề xuất luật quản lý AI vào năm 2021. Tuy nhiên, sự bùng nổ gần đây của AI tạo sinh đã khiến các quan chức châu Âu phải vội vã cập nhật một đề xuất được coi là bản thiết kế chi tiết cho thế giới. Giới chức Indonesia đã đặt các sân bay ở nước này trong tình trạng cảnh báo cao độ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của COVID-19 sau khi Singapore chứng kiến số ca bệnh tăng mạnh. Sân bay quốc tế tại thủ đô Jakarta cho biết đã tăng cường các biện pháp giám sát du khách trong và ngoài nước như một biện pháp phòng ngừa trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Do lượng hành khách đi lại đông, cơ quan đã tăng cường cảnh giác và chuẩn bị các cơ sở y tế như phòng khám cho các hành khách có triệu chứng mắc bệnh. Lực lượng đặc nhiệm kiểm soát COVID-19 của sân bay cũng sẽ tăng cường thực thi các quy trình y tế đối với hành khách. Bên cạnh đó, các máy quét thân nhiệt và nhân viên y tế được triển khai tại tất cả các nhà ga quốc nội và quốc tế. Hành khách tại sân bay được khuyến cáo tuân thủ các quy định về y tế như đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách và rửa tay sát khuẩn. Các quy trình y tế ngừa COVID-19 cũng được phổ biến tới tất cả các hãng hàng không. Hàng nghìn tấn sắc cá mòi và cá thu đã dạt vào bờ, gây hoang mang cho người dân tại cảng cá ở Hokkaido, Nhật Bản. Sau khi phát hiện hàng nghìn tấn cá chết bao phủ hơn 1 km bãi biển nằm gần cảng cá, chính quyền thành phố Hakodate, tỉnh Hokkaido đã làm việc với ngư dân để dọn dẹp khu vực. Ước tính ít nhất 1.000 tấn, chủ yếu là cá mòi và một số cá thu đã dạt vào bờ, nhưng con số này còn có thể cao hơn. Nhiều chuyên gia cảnh báo người dân không nên ăn cá chết dạt bờ cũng như không nên sử dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc là phân bón. Tỉnh Hokkaido hiện đang điều tra nguyên nhân và xem xét cách tiêu hủy hàng nghìn tấn cá này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.